Chào các bạn. Các bạn ơi, mình mới vừa trải qua một việc không vui. Đó là một chiếc áo mà mình mới mua, sau khi giặt nó lại bị lủng lỗ. Các bạn xem nè, chịu nổi không? Mới mặc đúng có một lần thôi, mình đã bị việc này lần thứ hai, thứ ba rồi đó. Trước đó một chiếc áo mình rất là thích cũng bị tình trạng tương tự như vậy. Và các bạn biết không, mình đã đi tìm thủ phạm để đảm bảo việc này không thể tái diễn được nữa. Bởi vì những chiếc áo mà mình rất là tâm huyết khi mà mua để khi quay phim lên hình với các bạn thật là xinh đẹp như vậy mà chỉ sử dụng được 1-2 lần thì làm sao mà chịu được, phải không? Nếu mà cái chuyện này cứ tái đi tái lại thì áo của mình nó chắc là sẽ bị lủng lỗ hết trơn luôn. Cái này là chiếc áo thứ ba rồi mình bị như vậy. Và thủ phạm là cái thứ mà mình không thể nào ngờ tới được. Các bạn không thể tưởng tượng đâu. Khi giặt những chiếc áo mềm hoặc là những chiếc áo mà mình yêu thích á, mình luôn đặt nó vào trong một cái túi giặt như thế này để bảo vệ cái áo của mình khỏi những cái tác nhân làm cho nó bị xù hay là nó bị vướng ở trong cái lồng giặt. Bên trong túi giặt này á, có những cái vật liệu không có mềm mấy bạn. Khi mà nó bị bung ra, nó sẽ làm chiếc áo mềm của bạn rất là dễ bị mốc và rách. Khi nó không còn nguyên vẹn thì nó có thể là thủ phạm làm cho áo của chúng ta không sử dụng được nữa. Vậy cho nên bạn cũng hãy thường xuyên kiểm tra những chiếc túi giặt của mình để đảm bảo là những cái phần cứng nó không bị lòi ra. Mình chúc cho các bạn luôn bảo quản quần áo của mình một cách thật là an toàn và hiệu quả. Nếu các bạn thích video của mình, các bạn đừng quên nhấn like, subscribe cũng như là nhấn cái chuông nữa để các bạn sẽ là những người đầu tiên xem video của mình. Xin cảm ơn các bạn.